Chào mừng các em đến với kênh Hề Liêm. Kênh Hề Liêm sẽ cung cấp các bài giảng toán, lý, hóa từ lớp 1 đến lớp 12. Các em xem bài giảng của Hề Liêm, nếu thấy thầy giảng dễ hiểu bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hề Liêm bấm đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Hề Liêm nha. Giờ trong video clip này thầy sẽ dẫn các em vở bài tập toán lớp 4 trang 10 nha. Bài 92 phần luyện tập nha. Giờ mình sẽ làm câu số 1 đầu tiên. Viết số hích hợp qua chỗ chấm. 50 mét vuông mình sẽ đổi qua decimet vuông. Rồi các em nhớ lại là đổi từ mét vuông qua decimet vuông mình nhân cho bao nhiêu này? Nhân cho 100, có nghĩa là khi mình thay số 0 về sao? Như vậy 10 nhân cho 100 thành 5000 nha. Tiếp theo, 2010 mét vuông đổi qua decimet vuông cũng tương tự, từ mét vuông đổi qua decimet vuông thì nhân cho 100. Có nghĩa khi mà 2 số 0 quay xe. Như vậy có nghĩa là 2010 khi mà 2 số 0. Có nghĩa là 201.000 decimet vuông. Giờ tiếp theo là 10 km vuông đổi qua mét vuông. Giờ km vuông đổi qua mét vuông có nghĩa là nhân cho 1 triệu nha. Có nghĩa là khi mà 6 số 0 quay xe. 10 nhân cho 1 triệu là 10 triệu nha. 10. Giờ 10 triệu mét vuông. Giờ tiếp theo bên đây, mình sẽ đổi từ decimet vuông qua mét vuông, đổi ngược lại. Đổi từ decimet vuông qua mét vuông thì mình chia cho 100 ha. Có nghĩa là bỏ bớt hai số 0 rồi sao, 900 chia 100 thì bằng 9. Như vậy đổi chỗ này sẽ là số 9 ha. Tiếp theo, mét vuông mà đổi qua km vuông thì mình sẽ chia cho 1 triệu. 51 triệu mà chia cho 1 triệu thì bỏ bớt 6 số 0 rồi sao, có nghĩa chỉ còn số 51 thôi. Như là 51 km vuông. Tương tự 2 triệu mét vuông đổi qua cái mét vuông cũng chia cho 1 triệu, 2 triệu chia 1 triệu còn số 2. Như vậy ở đây sẽ là 2 km vuông nha. Giờ như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong câu số 1 nha. Câu 1 cũng dễ đúng không nè. Giờ câu số 2, viết số hích hợp vào ô trống khai mẫu. Cột thứ nhất là số đo nè. 1.980.000 decimet vuông, 90 triệu cm mét vuông và 98 triệu không 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 nghìn 351 mét vuông. Giờ ở đây mình sẽ đổi qua mét vuông. Như vậy decimet mét vuông đổi qua mét vuông thì mình sẽ chia cho 100, có nghĩa bỏ bớt hai số 0 đi. Rồi, cm vuông mà đổi qua mét vuông thì mình sẽ chia cho 10.000, có nghĩa là bỏ bớt 4 số 0 đi. Như vậy còn ở đây sẽ còn 9.000. 90 triệu mà chia cho 10.000, có nghĩa là 4 số 0, đó là 2 số 0, 4 số 0, còn lại 3 số 0, có nghĩa là 9.000 là mét vuông. Giờ bên đây, đổi qua decimet, decimet vuông. Centimet vuông, đổi qua decimet vuông, thì mình sẽ chia cho 100, có nghĩa bỏ bớt 2 số 0 đi. Sẽ còn lại là 2, 4, 5. Ở đây có tất cả là 7 số 0. Nếu mình bỏ bớt 2 số 0 thì còn lại 5 số 0 đúng không nè. Có nghĩa là 900.000. Giờ ở đây mét vuông mà đổi qua decimet vuông, có nghĩa là mình sẽ nhân cho 100. Có nghĩa là số này mình sẽ khiêm 2 số 0 về sao. Như vậy là 980.000 351, mình sẽ khiêm 2 số 0. Giờ sau đó mình cắt chia, như vậy là hàng nghìn, hàng triệu và hàng tỷ. Như vậy là 9.800.035.100. Tiếp theo bên đây, cm vuông. Đổi từ dm vuông qua cm vuông thì nhân cho 100. Có nghĩa khiêm 2 số 0 thôi. Vậy là 1980, 3 số 0. Giờ khiêm 2 số 0 nữa. Giờ sau đó mình cắt về ha. Hàng nghìn, hàng triệu như một 198 triệu. Giờ tiếp theo là mét vuông đổi qua cm vuông thì có nghĩa là khiêm 4 số 0 nha. Vì mình sẽ viết là 983 số 0 351. Giờ khiêm 4 số 0, 1, 2, 3, 4. Giờ sau đó mình cắt về 3 số 0, 3 số
Và số như vậy có nghĩa là 980 tỷ 3 triệu 51 510 nghìn. Như vậy thầy đã hướng dẫn các em xong câu số 2 nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn. Viết số đo hết hợp vào ô trống. Giờ dòng thứ nhất là hình chữ nhật. Này là chiều dài, chiều rộng và diện tích. Như vậy là chiều dài là 8, chiều rộng là 5, như vậy là diện tích. Các em nhớ là diện tích hình chữ nhật được tính theo công thức nào này? Diện tích hình chữ nhật sẽ bằng chiều dài nhân chiều rộng. Như vậy 8 nhân 5 bằng bằng 40. Như vậy là km, chiều dài đồng km thì diện tích sẽ là km vuông. Đúng không nào? Tiếp theo ở bên đây. Chiều dài là 8.000 m, chiều rộng là 6 km. Như vậy trước khi tới diện tích mình sẽ phải đổi về cùng một đơn vị. Ở đây mình có đổi về km luôn. Như vậy 8.000 m đổi qua km là 8 km. Như vậy 8 km bây giờ 6 km, 8 nhân 6 bằng 48. Như vậy 48 km vuông nha. Giờ tiếp tục. 13.000 m. Ở đây là 11.000 m. Các em có thể là sử dụng mét luôn. Lấy 13.000 nhân cho 11 thì dưới đây sẽ là mét. Nhưng vậy số quá lớn mình sẽ đổi qua km cho dễ nha. 13.000 m đổi qua km là 13 km. Giờ 11.000 m đổi qua là 11 km. Giờ sau lấy 10, lấy 13 nhân 11 thì sẽ bằng 143. Giờ km vuông đúng không nào? Số nó sẽ nhỏ hơn nhé. Dễ nhìn hơn. Rồi, như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong câu số 3 nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 4 luôn. Phân vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Một khu rừng hình vuông có cạnh bằng 5.000 mét. Diện tích khu rừng đó là bao nhiêu? Như vậy nếu mà mình biết hình vuông có cạnh là 5.000 mét. Như vậy có nghĩa là diện tích hình vuông sẽ là cạnh ngang cạnh. Như vậy nếu mà lấy 5.000 mét mà nhân cho 5.000 thì có nghĩa sẽ bằng 25 triệu mét vuông. Giờ kiểm tra xem có cái nào là 25 triệu mét vuông không? Không có đúng không? Như vậy nên mình đổi qua km vuông, 25 triệu mét vuông đổi qua km vuông sẽ là 25 km vuông. Như vậy là 25 km vuông là câu nào sẽ là câu đúng nào? Câu B đúng không? Như vậy mình sẽ phân chọn đáp án B nha. Như là đáp án B là 25 km vuông. Dạ, như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong câu câu số 4. Như vậy cũng là xong cái phần bài 92 phần luyện tập nha. Trong bài này thì mình sẽ ôn tập về các chuyển đổi các đơn vị đo của mét vuông qua decimét vuông, km vuông qua mét vuông, và đổi ngược lại đây mét vuông sang mét vuông qua km vuông, đổi số đo decimét vuông cũng trong cái bảng cũng tương tự ha, decimét vuông qua mét vuông, qua cm vuông qua decimét vuông, mét vuông qua qua cm vuông. Giờ tính sẽ đổi đơn vị và tính diện tích của hình chữ nhật và này là phân tròn đáp án đúng. Rồi 5.000 mét vuông đổi qua là 5 km. Như vậy 5 km nhân 5 km là 25 km vuông ha. Rồi như vậy là mình xong câu bài số 92 luyện tập với bài tập toán 4 trang 10 nha. Giờ thầy sẽ làm trang kế tiếp trong thời gian nhanh nhất, sớm nhất có thể. Các em nhớ đón xem nha. Giờ thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.